bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh trẻ hàng trên Facebook. Hãy đúp chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.